MeFinance hoạt động như thế nào? Tại sao dự án này chi trả lợi tức cao hơn cả ngân hàng truyền thống? Liệu có rủi ro gì sẽ đến với các nhà đầu tư hay không? Chúng ta hãy cùng đi qua video này để mọi người có thể hiểu được tại sao nhé. Điều đầu tiên chúng ta phải phân tích cách làm của MeFinance. Chỉ sau 3 tháng ra mắt, MeFinance đã nhanh chóng khẳng định vị thế là nền tảng tài chính số hàng đầu dành riêng cho bất động sản. Những sản phẩm đầu tư của MeFinance khi lên kệ đều cháy hàng trong thời gian ngắn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ và tiềm năng phát triển vượt trội. Trên thế giới hiện nay chưa từng có một nền tảng tài chính số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản thực sự hoàn thiện. Việc tiếp cận tín dụng từ nhiều ngân hàng hiện nay vẫn còn xuất phát từ các nghiệp vụ thẩm định khoản vay truyền thống, thủ công và chưa có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ, dẫn tới sự trì trệ, không chắc chắn trong giải ngân tín dụng bất động sản, gây thiệt hại về chi phí cho ngân hàng và giảm độ hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, trong giao dịch thanh toán, đầu tư bất động sản, chưa có một tổ chức nào thực sự uy tín đứng ra đảm bảo giao dịch cho khách hàng. Quá trình thẩm định, đi lại vẫn còn nhiều khó khăn, rườm rà dẫn tới nhiều tiêu cực trong giao dịch bất động sản. Xuất phát từ chính những nhu cầu cơ bản của thực tế, MeFinance đem tới giải pháp thẩm định toàn diện, an toàn, cùng nhiều tiện ích tối ưu cho giao dịch bất động sản, từ đặt cọc, thanh toán đầu tư. Công nghệ thẩm định toàn diện và tự động của MeFinance được liên kết với các ngân hàng khác tại Việt Nam, giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư, người mua nhà có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, thủ tục đơn giản và được giải ngân nhanh chóng. Ngoài ra, những bất động sản được thẩm định hoặc khuyến nghị bởi MeFinance không chỉ đảm bảo về pháp lý, quy hoạch mà còn có tiềm năng tăng giá tốt, từ đó giảm thiểu tiêu cực trong giao dịch bất động sản và tăng thanh khoản cho thị trường. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh cùng ứng dụng MeFinance, khách hàng đã có thể an tâm giao dịch bất động sản mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, MeFinance là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động giao dịch bất động sản, thẩm định bất động sản, khuyến nghị đầu tư, thu xếp giao dịch, bảo lãnh giao dịch, kiểm soát giao dịch. Có một điều nhiều anh chị em chưa biết, đấy chính là nguồn doanh thu của sản phẩm MeFinance sẽ đổ về cho tập đoàn Me Group. Doanh thu này tạo ra cho doanh nghiệp càng ngày càng vững mạnh. Những ai sở hữu cổ phần của doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi sau này khi công ty chia lợi tức hoặc mục tiêu IPO sẽ sớm hơn dự kiến. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến trọng tâm vào sản phẩm đầu tư chung bất động sản. Có nhiều người đang lo lắng và sợ rủi ro khi đầu tư vào. Chúng ta phân tích điểm này nhé. Mọi người nên nhớ MeFinance là đơn vị trung gian, nơi để thẩm định và phê duyệt bất động sản, thu xếp và kết nối nhà đầu tư với bên có bất động sản, quản lý tài sản bất động sản. Bây giờ bên cần thu xếp tài chính, người có bất động sản cần thu xếp tài chính, có nghĩa là mong muốn một số tiền nào đó, cần MeFinance thu xếp để chi tiêu việc riêng. Lúc này MeFinance sẽ đàm phán và mua lại có kỳ hạn với giá trị 30-70%. MeFinance nhận phí quản lý từ tài sản bên bán. Vậy người có bất động sản này cần thu xếp tài chính sẽ phải trả một khoản phí trong khoảng thời gian cần thu xếp tài chính, trung bình tháng sẽ là 2,8%-3%. Trung bình 30%-33% trên năm. Vậy bây giờ số phí này sẽ đi đâu và chúng ta sẽ làm rõ vấn đề ngay sau đây. Số phí mà người cần thu xếp tài chính này họ phải trả cho MeFinance thì MeFinance sẽ dùng 30% để làm các thủ tục pháp lý như công chứng, sang nhượng, chi phí đi thẩm định thực địa. 70% còn lại sẽ chi trả cho nhà đầu tư. Và bây giờ trường hợp của nhà đầu tư khi đầu tư chung vào bất động sản này, họ sẽ được nhận lợi tức trung bình từ 6,2%-12% trên năm. Và số tiền lợi tức này hoàn toàn lấy từ người có bất động sản cần thu xếp tài chính, chứ không phải MeFinance tự bỏ tiền ra trả lợi tức này. MeFinance là trung gian để kết nối hai bên và chỉ giữ lại khoảng 30% chi phí hoạt động thôi. Đến đây chắc mọi người đã hiểu hơn rồi nhỉ? Các nhà đầu tư vào sẽ hoàn toàn yên tâm và tỷ lệ bảo đảm hoàn toàn bằng bất động sản với tỷ lệ thanh khoản lên tới 150%. Giao dịch được kiểm soát và quản lý qua các đơn vị hàng đầu Việt Nam như các ngân hàng lớn, công khai minh bạch tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan tới bất động sản mà nhà đầu tư cần đầu tư vào. Lợi tức luôn hấp dẫn hơn các ngân hàng truyền thống. Khi nhà đầu tư vào thì có quyền lựa chọn kỳ hạn đầu tư, hết kỳ hạn đầu tư thì tự động hệ thống MeFinance sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho mình. Anh chị sẽ không phải làm thao tác rút tiền và rút lợi tức. Đây là bảng chính sách lợi tức cho nhà đầu tư. Kỳ hạn từ 1-18 tháng. Lợi tức chi trả bình quân từ 6,2%-11,4% trên năm. 6/6 sản phẩm đã hết hạn mức trong 24 giờ đầu tiên. Đất nền quốc lộ 38B Ninh Bình đã hết hạn sau 4 ngày lên kệ. Có hạn mức lên tới 6.250.000.000 đồng. Nhà đất Sơn Tây hết hạn sau 12 tiếng khi lên kệ, với hạn mức 1.600.000.000. Nhà đất Cầu Dền với hạn mức 1 tỷ, chỉ sau 1 giờ đã hết hạn mức. Đất nền Gia Viễn Ninh Bình hết hạn mức trong 2 ngày,
với giá trị đầu tư là 2 tỷ. Nhà đất Quốc Oai giá trị đầu tư là 1 tỷ 600 triệu, hết hạn mức sau 39 phút thì lên kệ. Chung cư Đông Tàu giá trị đầu tư 2 tỷ 200 triệu, hết hạn mức sau một đêm. Đó là những minh chứng, chứng minh rằng Me Finance cực kỳ tiềm năng và cơ hội lớn cho nhà đầu tư. Hãy dành số tiền nhàn rỗi của mình để trải nghiệm cùng sản phẩm Me Finance nhé. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Me Finance. Bước 1. Tải app trên hai hệ điều hành iOS và Android. Bước 2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản, số điện thoại, Gmail. Bước 3. Nhập mã giới thiệu. Mọi chi tiết xin vui lòng để lại số điện thoại dưới bình luận để được hỗ trợ cho quý anh chị một cách tốt nhất. Nếu cảm thấy video này hay và thú vị, quý vị không quên để lại một like, bình luận cảm xúc của mình. Đồng thời ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại vào một video tiếp theo.